Kính thưa quý vị, liên tục chương trình đến bài Nghĩ những ngày qua. Bài này được Đức Thầy sáng tác tại nhà thương Chợ Quán, năm Canh Thìn. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ ngồi nghỉ lòng tớ là không chẳng nhớ nhà, nhớ cả vạn dân trong bốn biển gặp hồi chỉ là tỏa trắng trong chói rạng đài, bóng rơi tà tà về núi ngủ, trong chừng ông ta hỡi khách chờ khách ta sẽ xem cảnh cũ, ôi tôi quá cũ mềm, dùng dây đỡ nâng cơn sấm chớp dính qua phú quý chẳng mơ thèm, phúc chốc vui mừng cuộc trí trí cùng nhau hiệp mặt hết sầu tình yêu nhân loại càng thêm đậm, có lẽ chân nhân lúc thành thì xúc động tâm hoài gọi cảnh tục sớm tu hành, giác thuyền đến bên đưa người thế chớ đắm hồng trần nè Đà